nha. Đây là cái quốc lộ, cái đường đi vô quốc lộ 56 ở thị xã Bà Rịa, ở thành phố Bà Rịa chứ, thành phố Bà Rịa. Thấy hai bên nhà rất là thưa, nhưng nếu mà chủ đường đất ở đây thì sướng mát mẻ. Ở trên đây là đỉnh núi, núi núi Bà Rịa nè, đây là núi Vinh đó. Cái này hướng về sân bay Long Thành. Đây tôi đi đang đi hướng về cái khu sân bay Long Thành. Nhà ông anh ở dưới đây. Núi đá không à? Chiều tối rồi. Đường này đang làm nên là ít có người đi lắm. Gần đây thì có một cái trường lái xe. Mỗi bài nhà gần đây thì tha hồ sướng, mát mẻ. Đi đường chạy nhanh. Quay cho mọi người xem chứ để dành sau này khi nó hoàn thành mình cũng có một cái clip. Cái khu này thì nó chưa chảy nhựa.
đây là vô cái trường đua này. Ui, nhầm, trường lái. Đây, cái trường tập lái xe đây. Ồ, cầm cắm cây, cái cây cầm phone nó đau tay hết á. Mỏi tay quá. Đây, quay cho mọi người xem. Để dành nó luôn. Hả? Chết mẹ. Chết rồi. Cái này tôi đi nhầm rồi, tôi đi nhầm rồi. Quay lại. Phải về đi đường cái chiếc kia. Cái này nó vô cái trường lái à. Chào cả nhà nha.